Dạ, em xin kính chào quý anh chị à. Chào mừng anh chị đã đến với chủ đề hướng dẫn quyết toán online của Misa. Và chủ đề của phần 6 này em xin hướng dẫn anh chị đến với phần kiểm tra thuế trên phần mềm Misa và các cách xử lý như thế nào. Dạ, đầu tiên thì để mà mình có được các tài liệu hướng dẫn quyết toán thì anh chị sẽ vào giúp em trên phần mềm. Mình xem bên góc phải màn hình sẽ có một cái bảng thông báo màu cam. Thì ở đây anh chị sẽ bấm vào trong phần xem chi tiết để mình có thể mở lên trực tiếp được cái trang hướng dẫn của nó. Anh chị sẽ rê chuột về phía cuối của trang thì nó sẽ có tất cả các cái bước để anh chị hoàn thành lên được cái quyết toán. Dạ vâng, thì với chủ đề là kiểm tra thuế thì anh chị vui lòng bấm vào trong dòng này. Nó sẽ hiển thị ra thêm một dòng nữa và nó sẽ có hai nguyên nhân để mình kiểm tra cái phần thuế, đó là ví dụ như là anh chị sẽ kiểm tra nghiệp vụ kê khai trùng hóa đơn đầu vào và chênh lệch bảng kê thuế giá trị gia tăng và sổ cái. Thì nó sẽ có cái phần hướng dẫn như sau ạ. Thì em sẽ hướng dẫn anh chị trực tiếp trên phần mềm luôn nhé. Thì đầu tiên anh chị sẽ vào trên phần mềm và để có thể kiểm tra được thì trên phần mềm Misa có một cái chức năng, đó là anh chị sẽ bấm kiểm tra báo cáo đối chiếu. Bằng cách anh chị sẽ vào bên phần tiện ích và chọn giúp em là kiểm tra đối chiếu chứng từ và sổ sách. Thì ngoài cái báo cáo này ra thì mình cũng có thể là kiểm tra trực tiếp được ở trên báo cáo và vào báo cáo đối chiếu trên này luôn ạ. Thì nó sẽ có phần kiểm tra đây ạ. Báo cáo đối chiếu bảng kê thuế và sổ cái thì anh chị cũng có thể là mình xem mà báo cáo đối chiếu trên đây cũng được luôn ạ. Dạ rồi, thì để mà anh chị có thể biết rõ là được cái từng cái nguyên nhân chi tiết theo cái link hướng dẫn lúc nãy thì anh chị sẽ vào giúp em lại bên phần tiện ích và chọn vào kiểm tra đối chiếu chứng từ sổ sách. Và ở trên này nó sẽ được hiển thị ra tất cả các phân hệ và anh chị đang vướng ở phân hệ nào thì có thể tích vào trong cái phân hệ đó hoặc là có thể chọn tất cả ở đây luôn nha anh chị. Đây thì em đang cần kiểm tra đó là phân hệ thuế và anh chị sẽ chọn khoảng thời gian cần kiểm tra. Ở đây em sẽ kiểm tra của năm 2018 và sau đó là em sẽ bấm thực hiện. Thì anh chị chỉ cần chờ trong khoảng vài giây thôi là cái báo cáo nó sẽ được hiển thị lên cho mình ạ. Dạ vâng, thì ở đây sẽ có các cái báo cáo. À, đây là có hai cái vấn đề của bên phần kiểm tra thuế nha anh chị, thì là nghiệp vụ kê khai trùng hóa đơn đầu vào và chênh lệch bảng kê thuế giá trị gia tăng và sổ cái. Thì mình sẽ kiểm tra các nguyên nhân vì sao mà nó lại hiển thị lên như vậy. Dạ vâng, thì em sẽ đi vào cái nguyên nhân đầu tiên. Nguyên nhân đầu tiên này anh như anh chị sẽ thấy trên màn hình nó sẽ có thông báo như sau ạ. Thì đây là đối với hóa đơn mua vào. Hóa đơn mua vào ở đây anh chị thấy số hóa đơn lại bị trùng và tên người bán cũng bị trùng luôn. Thì cái này mình nên xem lại là cái chứng từ này mình có phải là mình lập lập bị trùng thêm một chứng từ hay không, hay là thực tế là nó có phát sinh như vậy. Thì cái này là trên trên phần mềm Misa nó sẽ giống như là nó sẽ kiểm tra là nó phát hiện ra một số cái bất thường ở trong này, thì anh chị có thể là mình sẽ tích vào trong từng số hóa đơn để mình kiểm tra được cái chứng từ dịch vụ của nó. Dạ rồi, thì như ở đây, nguyên nhân vì sao mà để nó lấy lên được như vậy thì giống như là khi mà anh chị lập xong một cái chứng từ này rồi và anh chị lập, mình cứ tưởng là mình chưa có lập cái chứng từ này thì anh chị lập thêm một lần nữa và sau đó anh chị lập lên trên tờ khai thuế. Ví dụ như em đã lập một cái tờ khai thuế bên phân hệ thuế này, đó là tờ khai của quý 1. Thì khi mà anh chị lập á, anh chị cho nó lấy lên hết tờ khai luôn và dẫn đến là nó sẽ có hai cái hóa đơn đầu vào trên cùng một cái tờ khai này. Nó sẽ bị trùng và ở trên phần mềm nó sẽ được cảnh báo cho anh chị. Dạ rồi, như anh chị thấy ở đây nè, nó sẽ có hai dòng nằm kế nhau luôn. Và cũng không biết là cái nào đúng cái nào sai thì anh chị sẽ kiểm tra lại và mình có thể là mình sẽ xóa một chứng từ nếu là nó hiện thực tế nó đang trùng. Còn nếu mà anh chị thấy cái này là tôi bấm nhầm thì mình có thể bấm mở trực tiếp vào và mình sửa đổi lại nha anh chị ha. Rồi em sẽ có thể là anh chị sẽ sửa trực tiếp trên cái hệ thống này và sẽ có một phần lưu ý luôn. À, em còn mở. Dạ rồi, thì anh chị bấm trực tiếp ở đây, ví dụ như không đúng thì anh chị có thể là mình sẽ bỏ ghi. Đây, nó sẽ cảnh báo là đã được kê khai trên bảng kê thuế giá trị gia tăng. Và anh chị sẽ bấm nhét nha.
Thì cái này nếu mà khi mà anh chị xóa cái chứng từ này xong và sau đó anh chị sẽ vào bên tờ khai thuế bản kê lúc nãy á, và mình sẽ lập lại cái tờ khai để cho nó cập nhật lên những cái chứng từ mà mình đã xóa. Thì nếu mà anh chị không có lập lại, anh chị xóa trên này rồi và anh chị không lập lại thì dẫn đến nó vẫn còn lưu lại cái chứng từ này ở trên đó. Thì trừ khi nào anh chị là xóa đi, anh chị lập lại thì nó mới cập nhật mất cái chứng từ đó nha anh chị. Rồi em sẽ xóa và mình sẽ chừa lại một cái thôi, một cái đúng thôi. Rồi thì em ví dụ nha, trong trường hợp này em không có vào bên lại bên cái phân hệ thuế để mình lập lại, thì khi mà em vào lại ở đây nó sẽ có cảnh báo hay không? Rồi, ở đây nó vẫn còn hiển thị lên cho anh chị ạ. À. Trừ khi nào mà anh chị lập lại cái tờ khai thuế ở bên kia để cho nó cập nhật mất cái số hóa đơn đầu vào này thì nó mới cập nhật lên đúng. Thì ví dụ như em sẽ vào lại bên phân hệ thuế và mình sẽ lết đôi chuột vào đây. Anh chị cũng có thể là mình sẽ sang ở bên cái tab tờ khoai này. Đây, sửa. Anh chị có thể bấm lấy lại dữ liệu ở đây để cho nó cập nhật lại số liệu nhé. Dạ rồi. Và sau đó mình sẽ vào mình cái tab này mình kiểm tra lại. Ở đây nó vẫn còn này đúng không anh chị? Rồi, thì bây giờ á, anh chị có thể là vào đây chọn chứng từ. Nó sẽ có rất là nhiều cách để anh chị ấy, kiểm tra. Thì ở đây nó sẽ cũng có một cái nó đang bị trùng cái số hóa đơn này vào ngày 13 tháng 1 và một cái là ngày 31 tháng 1. Và để cập nhật thì em sẽ bấm đồng ý ở đây. Khi mà anh chị bấm đồng ý thì cái số hóa đơn 0005 lúc nãy có hai cái số hóa đơn nó đã bị mất đi rồi. Là cái số hóa đơn mà em đã xóa thì đã mất đi. Vậy rồi, thì cái này là mình đã cập nhật xong, sau đó anh chị bấm cất và mình sẽ quay lại đối với cái báo cáo đối chiếu kia xem nó còn hiển thị lên ở cái nguyên nhân đầu tiên hay không. Dạ rồi. Thì bây giờ như anh chị thấy là ở cái dòng đầu tiên này của mình nghiệp vụ, cái khai trùng hóa đơn đầu vào nó đã biến mất và nó không còn hiển thị những cái dòng chứng từ lên đây nữa. Thì đây là một phần cảnh báo đầu tiên đối với bên trường hợp thuế mà mình khai trùng. Và em sẽ đi vào cái nguyên nhân thứ hai, đó là chênh lệch bảng kê thuế giá trị gia tăng và sổ cái. Thì trong trường hợp này nó sẽ chia ra cho anh chị thành ba cột. Một cột là cột sổ cái, một cột thuế và một cột chênh lệch ở đây ạ. À. Thì như là anh chị sẽ xem cột sổ cái này là mình có định khoản lên bên cái tài khoản 1331 hoặc là 3331 thì nó, nhưng mà nó vẫn chưa có lên cái bên cái phần thuế, có thể là cái phần trăm thuế anh chị chưa có khai báo thì nó sẽ không có hiển thị ở trên này. Rồi, thì bây giờ là mình sẽ kiểm tra từng chứng từ số hóa đơn nha anh chị ha. Như ở đây anh chị sẽ thấy nó có hiển thị ở đây. Có thể click trực tiếp vào trong cái số chứng từ. Và anh chị sẽ kiểm tra, à nguyên nhân vì sao nó lại hiển thị trên đây mà không lên được trên số tờ khai. Thì anh chị có thể kiểm tra, nó liên quan đến thuế thì mình sẽ kiểm tra đến thuế ở đây ạ. À. Cái này là chứng từ đầu vào. Thì anh chị, như anh chị thấy ở trên này phần trăm mình đã chọn đầy đủ rồi. Tiền thuế cũng đã lên và cái tài khoản thuế nó cũng đã được cập nhật ở trên này, nhưng số hóa đơn và ngày hóa đơn nó vẫn chưa được hiển thị lên, dẫn đến trường hợp là lên trên tờ khai nó sẽ không có, nó không có số hóa đơn và nó không được hiển thị trên tờ khai luôn. Thì để mà anh chị có thể sửa đổi, anh chị sẽ vào đây bỏ ghi. Rồi, anh chị sẽ bấm Z luôn. Sau đó anh chị vào sửa. Và ở trên này anh chị sẽ nhập cái số hóa đơn cho cái chứng từ này nha anh chị. Ví dụ như anh chị biết số cái hóa đơn này của nó là bao nhiêu thì mình sẽ nhập vào. Dạ rồi, và lưu ý anh chị muốn lên được cái tờ khai đầu vào á thì mình sẽ nhớ khai báo giúp em cái nhóm hàng hóa dịch vụ mua vào nhé, là nhóm 1 này. Dạ rồi, mình kiểm tra thấy đầy đủ rồi mình bấm cất thôi ạ. Và tương tự như là cái thu tiền gửi này cũng vậy. Anh chị sẽ kiểm tra.
À, thì nếu mà bên cái phần thu tiền gửi này là cái phần mà anh chị thu hoàn thuế giá trị gia tăng, thì cái khoản này anh chị nó hiện trên đây thì nó không không sai nha anh chị cứ để cho nó hiện luôn cũng không sao ạ. Tại vì cái này là mình thu hoàn thuế mà nó không có liên quan đến cái phần trăm á, thì mình có cho qua. Thì trên phần mềm nó sẽ kiểm tra là những cái khoản nào mà liên quan mà thiếu phần trăm hay là thiếu cái nội dung thì nó sẽ được hiển thị lên đây để cho anh chị kiểm tra. Còn các phần mà thu thuế, thu tiền thuế hay nộp thuế thì nó hiện trên đây thì không ảnh hưởng gì ạ. Rồi mình sẽ bỏ qua cái bước này. Và tiếp theo đó là cái hàng mua này. Dạ rồi. Và cái này nó cũng được hiển thị lên và anh chị sẽ xem bên cái tab cái hóa đơn bên đây, cái mẫu số và ký hiệu số hóa đơn ở đây nó vẫn chưa được hiển thị lên. Anh chị lưu ý nha, nếu mà trong trường hợp ở bên cái dưới hàng tiền này không có tab thuế thì mình sẽ xem cái tab ở trên này nó có cái tab hóa đơn hay không thì mình sẽ chọn vào. Và anh chị khi mà kiểm tra thì nó thấy nó đang thiếu thì anh chị sẽ vào đây mình bấm sửa và mình chọn lại. Cái này em ví dụ thôi nhé. Rồi. Rồi mình sửa xong mình bấm cất, mình bổ sung đầy đủ cái số hóa đơn mà xem có chọn đúng phần trăm hóa đơn của mình đầy đủ hết chưa. Và đến cái phần mà tài khoản thuế đầu ra. Để em sẽ cập nhật cái khoản thuế đầu vào trước nhé. Rồi khi mà anh chị làm xong ở cái bước này thì anh chị sẽ sang bên phần hệ thuế. Mình chọn vào trong cái tờ khai của cái quý 1 đó. Có thể là anh chị sẽ đóng xóa cái tờ khai đó và mình lặp lại. Hoặc là có thể mình vào mình sửa và mình cập nhật lên. Lúc nãy mình đang sửa cái phần bên mua vào thì anh chị sẽ vào đây. Mình chọn đến chọn chứng từ. Và ở trên đây anh chị cũng có thể kiểm tra được các cái chứng từ nào mình đang bị thiếu. Thì có thể là bấm vào đây để xem chi tiết. Ở trên đây nó sẽ có hiển thị lên các cái chứng từ mà mình chưa có điền đầy đủ cái thông tin lên á. Thì anh chị cũng có thể chỉnh sửa trên này. Nên mình có thể bấm trực tiếp vào đây là mình kiểm tra lại a lớp đang bị thiếu cái thông tin gì là mình sẽ điền vào đầy đủ nha anh chị ha. Đây à. Thế thì mình sẽ điền vào đầy đủ trên này. Ví dụ này cái này của anh chị có cái khoản thuế là bao nhiêu thì mình sẽ nhập vào và số hóa đơn là bao nhiêu. Dạ rồi. Để khi mà anh chị làm xong rồi anh chị có thể nạp ở đây là nó sẽ mất đi cái khoản đó. Và khi mà anh chị sửa chữa xong các khoản này rồi anh chị sẽ vào chọn giúp em cái chứng từ ở trên này. Và anh chị thấy ở trên đây là nó có bao gồm hàng loạt những cái chứng từ mua vào. Và những cái nào mà mình vẫn chưa có tích vào trong cái ô này là nó vẫn chưa có được hiển thị lên tờ khai. Đây là những cái chứng từ mà lúc nãy anh chị vừa sửa ạ. Thì anh chị có thể là tích chọn cho nó hiển thị lên đầy đủ hơn. Và sau đó anh chị sẽ bấm đồng ý để cho nó cập nhật lại cái số liệu ở bên cái bảng kê mua vào của mình. Dạ rồi. Và ở đây anh chị có khi mà làm sao có thể bấm lấy dữ liệu ở đây cũng được. Dạ rồi. Và anh chị bấm cất. Em sẽ đóng lại cái phần này. Và bây giờ mình sẽ vào kiểm tra lại bên phần đối chiếu. Dạ rồi, thì như bây giờ anh chị sẽ thấy nó trên đây nó sẽ có các cái khoản như thế này đúng không ạ? Dạ rồi, còn cái phần mà hàng mua này là một hồi mình sẽ lập liên quan bên kia. Dạ rồi, tài khoản bây giờ mình sẽ tới đối với thuế giá trị gia tăng đầu ra thì 33311 này của mình. Như anh chị thấy bên cái tab thuế này nó sẽ có hiển thị lên một số dòng này thì mình có thể là cái trường hợp này do là mình bấm xuất hóa đơn nhưng mà nó vẫn chưa có ở bên cái tài khoản, chưa có bên cái phần định khoản bên mục 33311 ạ. Thì anh chị có thể bấm trực tiếp lên mình xem thử. À, là mình xem cái hóa đơn này. Cái hóa đơn này nó lại có đã có cái số hóa đơn rồi nhưng mà cái phần mà hạch toán của nó là nằm ở đâu thì anh chị kiểm tra lại, ví dụ như hóa đơn này nó có cái chứng từ bán hàng, nó có phát sinh chứng từ bán hàng thì khi mà anh chị lập anh chị có thể chọn giúp em là lập chứng từ bán hàng ở phía trên này. Rồi khi mà mình bấm vào đây mình sẽ kiểm tra thông tin bên tab thuế đã chọn đầy đủ hay chưa, thì bên đây nó sẽ tự động hạch toán ở bên sổ cái cho mình. Rồi thì khi mà anh chị kiểm tra xong rồi anh chị sẽ thực hiện bấm cất. Rồi, mình đóng lại.
Và tương tự như cái dòng sau cũng vậy. Ở đây là nó mới có lên được bên cái phần tờ khai thuế thôi, nhưng mà bên cái sổ cái của mình nó chưa lên, do là chưa có cái phần định khoản liên quan đến tài khoản 333311. Mình sẽ chọn lập chứng từ. Rồi, anh chị có thể xem. Rồi, khi mà anh chị chọn xong rồi mình sẽ kiểm tra lại. Ở đây là mình đã xử lý được ở bên cái phần thuế đây bên đây rồi nha anh chị ha. Cái này là em làm ví dụ nên nó có rất là nhiều cái. Rồi và anh chị bên đây ở bên cái cột mà sổ cái này là mình đã định khoản rồi, nhưng mà cái phần thuế là nó chưa có được hiển thị lên, thì anh chị sẽ bấm vào trong cái chứng từ bán hàng này để mình xem nguyên nhân vì sao mà nó chưa được hiển thị lên. Thì anh chị thấy là bên cái phần tab 2 này của mình nó có khai báo cái phần thuế, nhưng mà ở trên đây mình vẫn chưa có cái phần lập kèm hóa đơn. Và anh chị sẽ xem xét là cái chứng từ này của mình thực tế là mình có lập kèm có hóa đơn hay không, mình có khai báo cái hóa đơn hay không. Nếu có anh chị có thể chọn trực tiếp ở đây lập hóa đơn, hoặc là có thể bỏ ghi lại và mình chọn tích chọn vào trong cái lập kèm hóa đơn bên đây cũng được luôn ạ. Thì ví dụ như em sẵn đây thì em bấm lập hóa đơn luôn, thì mình sẽ kiểm tra lại thông tin. Và anh chị lưu ý nha, khi mà mình lập hóa đơn thì cái ngày hóa đơn nó sẽ lấy theo cái ngày hiện tại của mình, và anh chị có thể sửa lại cái ngày hóa đơn tương ứng với cái chứng từ bán hàng nhé, để cho nó cập nhật lên đúng và nó lên được cái tờ khai của cái quý 1 của mình. Để rồi mình sẽ kiểm tra lại thông tin nó đã đầy đủ hết chưa. Và sau đó anh chị sẽ bấm cất để mình lưu lại kết quả. Để rồi mình sẽ đóng lại. Đây, đã lập kèm hóa đơn ở đây rồi ạ. Rồi anh chị sẽ đóng lại. Và tương tự như các cái bước kia, anh chị vẫn kiểm tra là mình nguyên nhân nó bị thiếu như thế nào. Ví dụ như ở đây có sổ cái và bên thuế nó đã có rồi, nhưng mà nó vẫn bị chênh lệch cái khoản này. Để em sẽ mở trực tiếp lên đây nhé. Thuế. Anh chị thấy ở đây đúng không ạ? Thì ở trên này á, nó vì sao nó lại hiển thị lên trong khi nó đã có cái hóa đơn rồi. Này, cái hóa đơn ở bên đây. Nhưng mà tại sao ở bên đây nó lại bị hiển thị lên như vậy? Thì anh chị thấy ở đây nó không có số tiền. Bên đây lại có số tiền. Là nguyên nhân đây sổ cái, do là mình chưa chọn vào trong cái tài khoản nên nó chưa có hiển thị lên cho mình ạ. Thì anh chị bấm vào đây và kiểm tra bên tab thuế, tài khoản thuế giá trị gia tăng vẫn chưa có. Anh chị bấm bỏ ghi và mình sẽ thực hiện bổ sung thêm cái tài khoản cho nó. Đây. Rồi, sau đó anh chị bấm cất lại. Thì em ví dụ thôi nên em sẽ lấy cho nó hiển thị lên. Và tương tự như các chứng từ này cũng vậy anh chị, mình sẽ kiểm tra chi tiết là nguyên nhân vì sao nó lại chưa được hiển thị lên. Cái này là do là mình chưa lập kèm hóa đơn nè, nên nó sẽ chưa có lên đầy đủ cho mình. Thì ngoài ra thì trên cái báo cáo đối chiếu này anh chị cũng có thể là lập bên báo cáo đối chiếu bảng kê thuế với sổ cái, thì nó cũng làm tương tự như thế này luôn ạ. Nhưng mà nó không có chi chi tiết ra như cái từng cái nguyên nhân và từng cái trường hợp cho mình. Thì tương tự như các cái phần khác anh chị cũng cứ bấm vào trực tiếp trên đó, thiếu phần nào là mình bổ sung phần ấy. Cái này do nó chưa có lên cái khoản tiền thuế là dẫn đến bị chênh lệch nè anh chị. Đây, đã lập hóa đơn. Có thể là anh chị sẽ vào bên cái tab này mình sẽ sửa lại. Nguyên nhân vì sao mà nó lại chưa có lên như thế này. Tương tự ở đây anh chị sẽ nhập lại, nhiều khi là nó do mình nhân bản nó không có lên.
Đây, mình sẽ xóa cái này đi luôn. Nó đã lên rồi, mình sẽ bấm cắt. Và một hồi em sẽ hướng dẫn cho anh chị một cái trường hợp nữa. Một cái trường hợp này mình sẽ hay gặp lắm. Rồi, thì em ví dụ đi nha. Em ví dụ như là mình đã chỉnh sửa xong rồi nha. Rồi anh chị sẽ đóng cái này lại và mình sẽ vào bên cái phần thuế. Anh chị cũng bắt đầu là mình sẽ lấy lại cái những cái dữ liệu để cho nó cập nhật lên trên cái tờ khai mà mình đang làm. Ví dụ như anh chị sẽ sang bên đây, lúc nãy giờ mình đang kiểm tra bên dịch vụ bán ra và anh chị cũng có thể là kéo ở phía dưới đây để mình bấm vào để xem chi tiết là những cái phần nào mình chưa có nhập và đang bị thiếu. Đây ạ, nó sẽ so sánh cho anh chị, à số hóa đơn là mình chưa được cấp nè. Rồi, thì những cái phần này mình đã điền đầy đủ hết cái thông tin rồi nhưng mà nó đang bị thiếu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn và mẫu số hóa đơn. Thì anh chị sẽ bấm vào từng chứng từ ở đây và mình thực hiện, nếu mà anh chị có sử dụng phần mềm quản lý hóa đơn á thì mình có thể bấm cấp số hóa đơn ở trên này thì nó sẽ cập nhật lên rồi lên được tờ khai. Và ví dụ như ở đây thì em sẽ chọn vào trong chứng từ này. Anh chị sẽ thấy có các phần mà hiện tại là mình chưa có tích, đó là những cái chứng từ mà mình vừa sửa lúc nãy. Có thể là anh chị bấm trực tiếp hết trên này luôn cũng được và mình bấm đồng ý. Như rồi. Thì nó đã được cập nhật lên và anh chị có thể lên đây mình bấm lấy dữ liệu. Rồi, anh chị bấm cất để cho nó cập nhật lên được đúng đắn hơn. Rồi, thì bây giờ mình sẽ vào lại bên phần kiểm tra báo cáo đối chiếu chứng từ. Rồi thì bây giờ nó đã được rút bớt rồi, còn những cái bên đây còn lại là do là mình chưa có cấp số hóa đơn cho nó nên nó vẫn chưa lên được trên tờ khai. Thì anh chị có thể bấm vào từng từng mục như thế này để cho nó được thể hiện lên. Và em sẽ có một cái phần lưu ý nữa trong cái trường hợp này. Ví dụ như khi mà anh chị đã xóa những cái chứng từ, anh chị xóa những chứng từ này và mình chưa có đem chưa cập nhật lại cái tờ khai của mình á, thì dẫn đến một trường hợp thì anh chị chờ em trong giây lát để em sẽ mở lên theo cái trường hợp đó cho anh chị nhé. Em sẽ mở thêm một cái dữ liệu nữa. Và cái dữ liệu này em thấy là mọi người hay gặp nhất. Thế, dạ rồi. Ở trong đây á là cái trường hợp này là em thấy là các anh chị hay gọi lên và anh chị thấy mình đã xóa cái chứng từ đó rồi nhưng mà mình mở lên nó lại không cho mình, nó không có bị biến mất đi. Dạ rồi, thì như thế này, vào tiện ích. Dạ, đây ạ, đây là một cái chứng từ. Ví dụ như ở đây em đang kiểm tra ở bên cái tài khoản 1331. Rồi, anh chị thấy một cái chứng từ này đúng không ạ? Khi mà anh chị bấm vào kiểm tra thì nó sẽ có cái phần cảnh báo chứng từ không tồn tại, bạn cần kiểm tra lại hệ thống chứng từ. Thì khi mà anh chị kiểm tra lại anh chị thấy cái chứng từ này của mình đã xóa rồi, tại sao mà nó lại hiển thị lên như vậy? Đây nó báo chứng từ không tồn tại. Ví dụ như anh chị muốn kiểm tra cái chứng từ này xem còn hay không á, đây là số hóa đơn, anh chị sẽ ghi lại cái số hóa đơn này. Rồi và mình sẽ vào bên phần tìm kiếm. Ở trên phần tìm kiếm này anh chị cũng có thể là lọc cái điều kiện của nó. Cái tìm theo là anh chị có thể tìm theo số hóa đơn và anh chị có thể tìm theo chứa, có thể là chọn giá trị 68. Rồi và anh chị bấm cập nhật nha. Rồi, khi mà anh chị chọn xong, chị bấm tìm kiếm ở phía dưới này xem coi còn cái chứng từ này không. Nếu mà trong cái quá trình mà anh chị tìm kiếm nó không có hiển thị cái số hóa đơn đó lên á, thì cái đó là mình biết là mình đã xóa rồi, nhưng mà tại sao ở trên cái bảng đối chiếu như vậy nó lại báo là chứng từ không tồn tại.
Dạ rồi, cái đó là một cái nguyên nhân mà em thấy mọi người hay gặp, là nguyên nhân là do là khi mà anh chị xóa cái chứng từ cái số hóa đơn đó rồi, nhưng mà anh chị vẫn chưa cập nhật ở trên cái tờ khai này, dẫn đến cái trường hợp là nó vẫn còn lưu lại ở trên này. Dạ rồi, em sẽ mở, do đó là chứng từ mua vào nên chị sẽ sang bên bảng kê mua vào, và mình sẽ tìm cái số đến số hóa đơn. Có thể là anh chị sẽ bấm ở trên cái tổ hợp trên bàn phím là Ctrl F thì nó sẽ ra cái mục tìm kiếm này cho anh chị. Anh chị có thể là tìm kiếm cái khoản mà cái số hóa đơn nào mình cần cần tìm. Dạ rồi, thì bây giờ cái ô này nó sẽ chỉ cho mình theo cái dòng. Đây ạ. À. Anh chị thấy cái ở đây nó có một cái chứng từ đúng không ạ? Nhưng mà thực tế của nó là nó đã bị xóa, nhưng mà ở trên đây mình chưa cập nhật thì nó sẽ vẫn còn động ở trên kia, nó đang phát hiện nhưng mà đang bị chênh lệch đó anh chị. Anh chị có thể bấm trực tiếp ở đây, nó vẫn báo là chứng từ không tồn tại. Thì bằng cách như thế nào để khắc phục thì anh chị sẽ bấm sửa lại cái tờ hóa đơn này, tờ khai này, và chọn vào trong chọn chứng từ. Có thể là anh chị sẽ xóa cái tờ khai này đi luôn và mình lặp lại, hoặc là anh chị vào trong đây, anh chị bấm nạp lại ở đây và mình sẽ bấm đồng ý. Thì lập tức ở trên này nó sẽ cập nhật và nó sẽ biến mất đi cái số hóa đơn lúc nãy của mình. Đây, bây giờ nó sẽ không còn nữa, anh chị có thể Ctrl F để mình tìm. Đã hết rồi nha anh chị. Thì cái này anh chị cũng có thể kiểm tra tương tự, nếu trong trường hợp anh chị gặp gặp phải như vậy là do là mình chưa cập nhật lại. Và anh chị sẽ lưu ý nha, trong cái trường hợp mà anh chị ví dụ như anh chị đã lập cái chứng từ đó trên tờ khai rồi, và sau đó anh chị sửa đổi, anh chị lập rồi mà anh chị ra bên ngoài khoảng một thời gian sau anh chị phát hiện cái tờ cái số chứng từ này á, nó không có đúng, mình phải sửa nó lại hay như thế nào đó, thì khi anh chị sửa lại anh chị lưu ý nhớ vào mình lập lại cái tờ khai nha. Còn nếu mà anh chị sửa rồi, anh chị bổ sung thêm nhưng mà anh chị vẫn chưa vào cái tờ khai mình cập nhật lại, thì dẫn đến trường hợp mà khi anh chị lập tờ khai của tháng tháng tiếp theo, hay là quý quý 2 hay là quý tiếp theo gì đó, thì nó sẽ nhảy lên trên cái tờ khai sau. Thì cái trường hợp đó anh chị sẽ lưu ý mình, khi mà mình sửa đổi một cái chứng từ nào mình đã lập trên tờ khai quý đó rồi thì mình sẽ vào mình cập nhật lại để cho nó lên đúng trên cái tờ khai nhé. Thì khi mà anh chị kiểm tra xong và bổ sung lên đúng hết trên cái phần tờ khai rồi thì mình có thể là mình khấu trừ thuế. Thì em xin phép đóng lại cái dữ liệu mà em ví dụ. Rồi, thì em mở lại cái dữ liệu chính lúc nãy. Thì khi mà anh chị kiểm tra, ví dụ như em sẽ vào bên cái báo cáo đối chiếu đi, mình sẽ xem lại một lần nữa có gì đặc biệt hay không. Rồi, thì trên cái phần báo cáo đối chiếu này anh chị có thể chọn theo tháng hay là theo quý, do phụ thuộc vào trong cái tờ khai anh chị lập theo quý hay theo tháng luôn ạ. Thì cái này em đang lập theo quý 1 và năm 2018. Tài khoản là 1333, hoặc là anh chị có thể kiểm tra được cái tài khoản 33311. Ngoài ra thì còn có thể kiểm tra các cái khoản doanh thu hoặc là thu nhập khác luôn ạ. Rồi, em bấm đồng ý. Thì trên đây nó vẫn sẽ thể hiện giống như là ở trên cái đối chiếu lúc nãy, vẫn có chia ra làm 3 cột: cột số cái, cột thuế và cột chênh lệch. Thì do mấy cái này là em chưa cấp số hóa đơn nè, và bên đây là em chưa có lập chứng từ. Đây, mình có thể mình kiểm tra cái số. Đây nó cùng một cái nè, do là ở bên đây nó chưa lên sổ cái. Anh chị sẽ thấy đây, tài khoản thuế chưa được chọn thì mình cứ làm tương tự thôi, mình chỉ có mấy cái cách để sửa thôi ạ. Hóa đơn lên đủ rồi, mình sẽ thuế ở phía dưới này. Dạ rồi, khi mà anh chị sửa xong, anh chị nạp ở trên đây thì nó cũng vẫn như vậy thôi, nhưng mà khi mà anh chị đây này nó mất, nhưng mà khi mà anh chị sửa đổi xong ở trên này rồi, anh chị vào anh chị lập bên cái tờ khai lại một lần nữa để cho nó cập nhật số liệu lên đúng. Và tương tự như các cái phần này anh chị cũng muốn làm tương tự giúp em luôn ạ. À, rồi khi mà anh chị kiểm tra xong cái bản báo cáo đối chiếu này rồi thì mình có thể là mình sẽ sang ở bên cái tab thuế này, nó sẽ có cái phần khấu trừ thuế giá trị gia tăng. Thì anh chị sẽ chọn theo cái quý mà mình cần tính khấu trừ thuế và anh chị bấm đồng ý nhé. Ở đây nó sẽ có cái số liệu lên cho mình và anh chị sẽ so sánh cái đầu vào và cái đầu ra của mình như thế này là đúng chưa.
Dạ rồi, thì khi mà sẽ có thêm một trường hợp khi mà anh chị tính khấu trừ thuế nhưng mà ở trên đây nó lại không hiện số liệu nào cả, thì cái trường hợp đó anh chị muốn biết nguyên nhân vì sao, trong khi mình đã lên tờ khai rồi nhưng mà số liệu lại không có, thì cái đó là do khấu trừ thuế của anh chị đã khấu trừ trước đó rồi, nên dẫn đến cái trường hợp là anh chị lặp lại khấu trừ một lần nữa thì nó không có số liệu. Anh chị muốn tìm được cái file khấu trừ mà mình đã lưu trước đó nằm ở đâu thì mình không có biết vào như thế nào á, thì anh chị sẽ lưu ý giúp em nha. Ở bên cái khấu trừ thuế này, cái chứng từ của nó sẽ nằm ở bên cái phân hệ tổng hợp và nó sẽ nằm ở bên cái chứng từ nghiệp vụ khác. Thì ở bên đây anh chị cũng có thể là mình sẽ vào cái loại chứng từ này. Ví dụ như có cái chứng từ khấu trừ thuế nào nó sẽ được hiển thị ở bên đây. Thì em sẽ ví dụ luôn đi. Em chưa có lập cái khấu trừ thuế. Rồi, em ví dụ em cất nha. Dạ rồi, thì khi mà anh chị lập như thế này rồi, anh chị không biết chứng từ khấu trừ thuế này nó sẽ đi đâu về đâu và không biết nó nằm ở đâu. Rồi mình sẽ vào bên đây. Và bên tab chứng từ nghiệp vụ khác thì anh chị thấy là nó có hiển thị cái loại chứng từ là chứng từ khấu trừ thuế. Thì hoặc là có thể là anh chị sẽ bấm vào trong cái dụng cụ lọc này rồi mình lọc riêng ở đây. Thì nó sẽ hiển thị riêng cho anh chị cái loại chứng từ đó luôn. Và mình có thể là mình bấm vào mình xem trong trường hợp mà anh chị đã cập nhật lại cái tờ khai rồi á, và anh chị muốn lập lại cái khấu trừ thuế của quý đó cho nó chính xác hơn, thì anh chị có thể xóa cái khấu trừ cũ đi và mình lập lại. Nha. Thì cái này anh chị cũng có thể là mình theo dõi giúp em ở trên đây là một những cái danh sách của khấu trừ thuế theo từng quý của mình nằm ở bên cái phân hệ tổng hợp nha anh chị ha. Dạ thưa anh chị, là vừa rồi là em đã hướng dẫn qua cho anh chị cách kiểm tra bên thuế, thì những cái cách xử lý nó cũng tương tự nhau thôi, thì cấp số hóa đơn rồi mình sẽ kiểm tra phần trăm thuế đã chọn chưa, tài khoản thuế đã chọn chưa, hay là đã có cái chứng từ định khoản có liên quan đến tài khoản 13331 hay là 33311 chưa, thì cái đó nó chỉ xoay vòng trong cái khoảng cái giải pháp đó thôi, thì anh chị có thể là kiểm tra giúp em. Dạ, thì hoặc là anh chị có thể lên đây thì mình có thể là mình bấm vào trên đó là nó đã có những cái chi tiết để anh chị kiểm tra rồi ạ. À. Dạ vâng. Kính chúc anh chị sẽ thực hiện thành công về phần kiểm tra thuế này nhé anh chị. Và ca hướng dẫn tiếp theo á, thì em xin hướng dẫn về kiểm tra kho và bên bán hàng. Thì kính hẹn anh chị vào lúc 14 giờ chiều nay để mình có thể là hướng dẫn về những cái khoản doanh thu hay là cái phần kho của mình nó bị chênh lệch như thế nào và cách kiểm tra như thế nào. Thì kính mong anh chị sẽ đón xem và ủng hộ em á. Dạ. Kính chúc anh chị sẽ thực hiện thành công và chúc anh chị có một ngày làm việc tràn đầy năng lượng ạ. À. Và bây giờ là do dung lượng đã hết rồi, em xin kính chào anh chị và hẹn gặp lại anh chị ở ca sau.